anh em. Cách có hai đêm mà nay ra sông nữa. Bữa nay nước chảy quá chừng anh em, chảy là cái phao luôn. Này cũng gió hơn nữa ha, nước chảy thì cây chài nó trôi tà le trơn anh em. Cái này nó vướng lại đây này, nước chảy dữ. Nguy hiểm quá anh em ơi. Bán cái chỗ đầu lại Phước ơi. Cô anh em. Nguy hiểm lắm anh em. Đó mà nó theo nước nó xuống mà nó móc vô lưới mình là xong phim đó. Quá chừng rác đến luôn. Nước còn chảy mạnh hơn nữa không? Không. Vậy nó dướng vậy mà nó không ấy nữa đâu. Trước là không có quay cho anh em khúc đổ đột này đúng không? Hai nước chảy hả? Chảy mạnh quá cũng đổ không nổi luôn anh em. Rồi tàu lá luôn. Kèo đá vứt
rồi. Trời ơi, hăm he nhỏ chi không. Ơi đó là kêu ăn số chưa được hưởng, số chưa được hưởng. Nàng em làm cái vật mới bự quá. Làm cái giận mới bự quá anh em. Tôm ít tôm qua. Con gì nó táp banh đầu tôm cũng gam hai vậy kỳ ta. Nãy kéo cắn là chuyện gì? Cắn cái đầu đây, cái đuôi đâu? Không nghét rồi vô đây táp không? Nghét gì đi nổi ngoài. Dính vô cái bà. Dưới này hai ba con rồi thôi. Không bay vô luôn thương. Cái này bún nhiều nào mày. Ủa nó nằm nó nhóc luôn nè. Mê rồi. Hết nổi, thằng đâu nổi. Ôi mê rồi. Đục con đây nhỏ ít rác hơn kia. Nhỏ mà có vỏ. Bắt tao bự là coi cho đã nghe cái lúc đích tao bự chẳng kìa. Miệng này làm như thưa hay gì, ít rút hơn bên kia là. Nằm một ship hàng. Đẹp quá. Không
con nha. Nay mặn cũng tới đây rồi. Đừng hầm cá kẹo nữa. Hầm bông chồng nữa. Nó nằm cục chỉ là hỏi còn nằm trên mình mớ nữa. Miếng cá đối ngon quá. Chưa. Cái này mót có lý hơn kia. Mót ngon à. Mót mập mập không à. Ủa con này đầu gạch không. Tươi luôn. Trời ơi con đó nướng cái nhức nhắc. Nhắc. Ông còn 4 lon bia kìa. Nhức nhắc không. Giờ là gần 1 giờ rồi anh em, 1 giờ khuya. Trăng lên đỉnh đầu. Để vợ em nó vô bươi cái chỗ gên thử thử chơi. Cái gì? Vợ em nó bươi gẹt vô nó gên thử thử chơi. Bậy mày tội nghiệp nó mày. Thôi con cá kèo đã. Gần 2 giờ sáng luôn anh em ơi. Anh em thấy làm nghề cũng cực khổ không? Nước chảy rồi. Rạc lên sóng gió rồi. Mà nhìn thấy tôm mê anh em ha. nhìn thấy tôm thì mê. Mà bữa nay ít cho anh em. Ngày hôm qua em không có đi. Một miệng có 4-5 kg. Còn như đây hai miệng này chắc chừng hơn 3 kg gì. Ôi, quải quá, nay sống rọc nhiều anh em. Ối luôn. Về nghỉ. Em nó đủ làm sương sương mà không dám làm nữa nè. Tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau. Anh em xem nhớ like ủng hộ giùm em lúc này kênh nó xuống dữ lắm anh em ơi. Tạm biệt anh em ha.